Hello, xin chào anh chị và quý nhà đầu tư đã quay trở lại channel Ngọc Kinh Invest. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến kênh của em thì kênh của em chuyên chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán Việt, cập nhật tin tức hàng ngày và đưa ra khuyến nghị ngon nhất. Mọi người xem video thấy hay thì mình có thể lại cho em một like, comment và đặc biệt là chia sẻ video này dành những người thân yêu. Và nhớ là gì? Subscribe kênh YouTube của em để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ. Thì chúng ta cũng như thường lệ vào lúc 12 giờ của gì? Của ngày chủ nhật thì chúng ta lên một cái video để nhận định cho thị trường tuần sau. Thì tuần sau thì chúng ta sẽ kéo dài từ ngày 24 cho đến là ngày 28. Đấy thì cũng sắp hết tháng 6 rồi anh chị, thì cũng rất là nhanh. Rồi. Thì tuần vừa rồi thì có những cái biến động như là đáo hạn phái sinh này hay là cơ cấu quỹ này, thì theo nhận định của thị trường của em hiện sẽ như thế nào thì em cùng anh chị sẽ xem video ngày hôm nay. Đấy. Thì anh chị thấy là cái khối lượng giao dịch của chúng ta trong cái thời điểm hiện tại thì nó không phải là cái giai đoạn FOMO của thị trường, và cái việc mà kiệt về thanh khoản cũng như là khối lượng thấp như này là một cái cơ hội rất tốt để cho anh chị vào hàng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì bao giờ trong cái việc mà gì cái thanh khoản thấp ấy, lúc nào nó cũng là cơ hội. Bởi vì sao? Bởi vì thanh khoản thấp và tích lũy, thanh khoản thấp là tích lũy. Còn khi mà thị trường đạt đỉnh, khi mà thị trường phân phối thì nó phải là giai đoạn gì? Là những cái giai đoạn mà các nhà đầu tư đang rất là hưng phấn. Các nhà đầu tư đang muốn cầm tiền nhiều đi vào thị trường. Còn bây giờ anh chị nhìn thử xung quanh tất cả mọi người đang đầu tư cùng anh chị vào xem, người ta đang cầm tiền mặt rất nhiều và người ta đang muốn là gì, chờ thị trường vượt qua 1.300 bắt đầu là người ta với gì, người ta mới mua hàng. Đấy, đấy là cái tâm lý chung nó sẽ tạo ra yếu tố dòng tiền, và khi cái dòng tiền ở bên ngoài mà nó gì nó đang nhiều ấy, thì thị trường nó rất rất dễ là đi lên. Bởi vì sao? Bởi vì nó nhẹ tàu. Nhẹ tàu thì sao? Các tổ chức, các nhà đầu tư người ta đẩy giá lên nó nhanh, và các nhà đầu tư khi mà thấy thị trường đang bắt đầu FOMO vào nhá. Đấy. Rồi thì chúng ta cùng xem một chút về cái thông tin của tuần vừa rồi. Thì anh chị thấy là ví dụ như Fubon là QETF bất ngờ bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong nửa tháng, đâu là tâm điểm này. Thì thật ra ấy, thì em có chia sẻ với anh chị rất là nhiều về những cái vấn đề này rồi. Khi mà về đọc báo cáo tài chính cũng như là đọc về gì, đọc về tin tức này này, anh chị phải hiểu một điều là gì, là những cái quỹ ấy, người ta không có sự lựa chọn nhiều, nó không phải giống như kiểu là anh em mình. Là anh em mình là có ít tiền, ông nào ví dụ như là vốn lớn thì cũng khoảng trăm 100 t quay đầu ấy, đúng không anh chị, chứ ai mà đầu tư nhiều. Còn đây người ta đầu tư cả 1.000 tỷ, mấy nghìn tỷ thì sao, thì cái sự lựa chọn của người ta sẽ bị thu hẹp lại đấy, và dẫn tới một điều là gì, những cái con mã cổ phiếu mà người ta chọn ấy là nó không có gì, nó chỉ có tính thanh khoản tốt thôi, bởi vì người ta vào người ta muốn ra được hàng anh chị ạ. Chứ còn ví dụ như là để mà chọn được những con cổ phiếu mà nó có tính nhẹ này, mông này, cái thứ hai nữa là nó có tính cách tốt này, thì sao, thì người ta lại hiếm nào có sự lựa chọn tốt hơn đấy. Thế nên là khi mà các quỹ ở Việt Nam vào, người ta chuyên là gì, mua VIC, VHM, Vietcombank hay là Masan, Vinamilk hay là SSI đi rất là chậm này. Đấy, có một chút DGC thì cái tỷ trọng rất nhỏ, nghĩa là những cái con lớn ấy, đấy, những cái con nặng mông ấy thì tỷ trọng lớn, mà những cái con mà gì đánh được ấy thì tỷ trọng nó rất là nhỏ. Đấy, VRE này cũng là 3% này anh chị này. Đấy, rồi là BGC này 2,77, rồi là SHB này, anh chị thấy trong thời gian qua nó có đi đâu. Đấy, không có đi. Rồi là những cái con cổ phiếu như KBC rất là yếu, hay EIB, đấy SAB. Đấy, DIC nữa này anh chị này. Đó. Thì về mặt cơ bản là sao, nếu mà chúng ta nhìn vào cơ cấu quỹ để chúng ta đánh ấy, hoặc là nhìn vào quỹ ngoại, khối ngoại để chúng ta đánh ấy, thì thực chất là nó không không có đúng anh chị ạ. Bởi vì là sao? Bởi vì những cái quỹ ngoại đấy thì người ta cần cái độ thanh khoản lớn nên là người ta không có sự lựa chọn nhiều, hoặc là cái danh mục của người ta chưa được tốt. Đấy. Còn về cái vấn đề bán ròng ấy anh chị, em có chia sẻ với anh chị ở cái đợt trước ở trên TikTok rồi, thì không biết anh chị đã coi chưa. Nhưng mà hôm trước thì em có chia sẻ cho anh chị một bài báo trên nhóm, đấy chính là trong cái khoảng thời gian mà từ gì, từ tháng 9, tháng 10 của năm 2023 đến tận cái giai đoạn này là người ta gì, người ta mua ròng. Sau đó là sao? Sau đó là đến cái giai đoạn này, từ dưới đáy này đi lên là người ta bán ròng. Đấy, và đến cái giai đoạn này của thị trường lại người ta lại tiếp tục người ta bán ròng. Đấy, nghĩa là sao, nghĩa là người ta đi đang đi làm ngược lại với xu hướng chung của thị trường. Đấy, thế nên là để mà anh chị dựa vào đó để anh chị đánh thì nó không có ok tí nào. Cái thứ nhất là sao, cái thứ nhất là người ta ít sự lựa chọn, với cái thứ hai nữa là gì, là khối ngoại nó chỉ là một phần trong cái thị trường của VN Index thôi. Đấy, nghĩa là nó đi vào thị trường Việt Nam để nó kiếm tiền, nhưng mà sao, nhưng mà người lái chính là người của Việt Nam nên là tiền nó không thể nào nhiều ở Việt Nam được. Anh chị thấy là nó bán như kiểu FPT này, nó vẫn cứ tăng, đúng không? Càng bán càng tăng, càng bán càng tăng. Đấy, thì cái vấn đề ở đây nó không liên quan gì đến cái việc mà chúng ta nhìn xem là gì,
nhìn xem có khối ngoại hay là nó làm gì, mà quan trọng nhất là cái tài khoản của anh chị nó có vấn đề như nào, thì còn cơ cấu để có xử lý trong cái khoảng thời gian này đấy. Còn đối với cái về cái thị trường chung, em chia sẻ cho anh chị như thế này là đối với thị trường chung, như tuần trước em có chia sẻ với mọi người là tất cả những cái giai đoạn ở trong cái giai đoạn này nó đều là tích lũy hết, em thì em cũng không biết là bao giờ nó bật lên cả, nhưng mà cái giai đoạn này nó thường kéo dài đâu đó khoảng một một hai tháng. Ví dụ như nhìn trong lịch sử của cái khoảng mà đâu đó là tháng 3 năm 2021 này này, thì nó kéo dài đâu đó là tính từ đây sang những ngày giao dịch khoảng 50 ngày thì nó rơi vào khoảng 2 tháng rưỡi gì đó. Đấy, thì ở đây chúng ta có bao nhiêu ngày tính từ cái thời điểm mà nó đi sideways anh chị? Nó cũng rơi vào đây để em thử đo đi. Nó cũng rơi vào đâu đó 38 ngày, thì anh chị cứ cho nó khoảng 2 tuần nữa đi cho nó xông xênh đúng không? Cho nó khoảng 2 tuần nữa. Đấy, hoặc thậm chí 3 4 tuần nữa để cho nó đi ngang. Khi cái thị trường này tích lũy càng lâu này thì sao cơ hội khi mà anh chị mua cổ phiếu á, nó sẽ càng nhiều. Và chỉ có một cái khó khăn nhất đối với lại là tâm lý đầu tư của anh chị là nó rất là chán nản và rất là buồn ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì là thị trường không đi lên nhiều. Bây giờ cái mong muốn của tất cả các nhà đầu tư ấy là mong muốn thị trường nó lên luôn và cái tài khoản của mình nó dương liền. Nhưng em thật sự em nói là cái giai đoạn tốt nhất của thị trường bao giờ cũng là giai đoạn chán nản. Không bao giờ có những cái giai đoạn mà nó tăng trưởng mạnh. Anh chị hiểu ý không? Ví dụ như anh chị thử quay lại cái khoảng thời gian mà lúc cái tháng 12 của năm 2023 thì nó cũng đi ngang. Đây chị cũng thấy là nó đi ngang bao nhiêu lâu? Nó đi ngang đâu đó là 48 ngày. Đúng không? Còn ở giai đoạn này thì sau khi nó có một cái cơn gọi là cơn downtrend xuống ở những cái khu vực này này thì nó cũng phải đi ngang. Đấy, thì cái giai đoạn này và giai đoạn này là nó không khác gì nhau cả. Nó chỉ khác về vị trí thôi, còn về bản chất nó đều là tích lũy để chuẩn bị cho một gì, cho một cái xu hướng tăng mới của thị trường đâu đó lên 1.300 là cái yếu tố tối thiểu. Còn khi vượt 1.300 thì nó sẽ có những cái mốc cao hơn, ví dụ như chạm đến những cái khu vực này này, đâu đó khoảng 1.448 ở khu vực gì kháng cự ở đây. Đấy, sau đó nó có sẽ có khả năng có một đợt điều chỉnh khá mạnh. Đấy, sau đó lại đi lên tiếp. Thì cái vấn đề ở đây là để mà anh chị không bị chịu những cú rũ ở khu vực trên cao. Bởi vì chắc chắn khi là nó lên thì nó gặp kháng cự thì khả năng nhiều nhà đầu tư cũng như là các tổ chức người ta chốt lời hết, đúng không? Để mà đánh theo chu kỳ giống em mà để mà an toàn về tài khoản là ở khu vực này mình phải chấp nhận một điều là gì? Mình gom ở vùng nền và mình ngồi chờ. Có thể là có những con mã cổ phiếu mình gom nó sẽ không gì, nó sẽ không có tăng ngay. Đấy, và nó có thể dao động đâu đó khoảng từ 5 đến 7%, có thể âm 5 đến 7% xong nó lại lên xong nó lại xuống lên. Kiểu như vậy bởi vì mình gom ở vùng nền mà. Đấy thì cái điều thì chúng ta phải chấp nhận. Và sau khi đó khi mà thị trường lên cái thì anh chị sẽ an toàn về tài khoản. Chứ không không có một ai mà là gì mà thị trường tăng lên mọi người đua có giá tốt đâu, không có. Đấy. Còn có rất nhiều quan điểm về nói về ở thị trường chỗ này là mô hình hai đỉnh các thứ. Anh chị có thấy là thị trường nào khi mà thị trường nó sắp sập mà anh chị gì? Anh chị thấy con FPT nó tăng không? Nó tăng vèo vèo này, nó tăng vượt đỉnh này mà anh chị. Rồi là tất cả những cái dòng về Viettel ở đây, ví dụ như VGI này, này, ví dụ như CTR này. Đấy. VTB này, anh chị nó tăng đột biến này mà anh chị. Đấy, thì cái vấn đề ở đây là gì? Là nhìn vào gì? Nhìn vào cổ phiếu anh chị sẽ thấy là cái xu hướng của thị trường đi lên. Hoặc anh chị có thể nhìn vào chỗ phần là gì? Dòng VN30 này. Anh chị nhìn những con cổ phiếu như Vietcombank nó bắt đầu nó chững lại này. Đấy, khi nào Vietcombank nó chững lại và nó đi lên nó là đáy của thị trường nhá. Đây anh chị để ý này, đây, nó đi xuống nó chững lại nó chạm những cái khu vực gì? Hỗ trợ ở những cái vùng này xuất hiện những cái nến đảo chiều ở đấy và bắt đầu nó đi lên mạnh. Cả trong cả cái giai đoạn từ tháng 12 đến đến tháng 2 là bắt đầu là thị trường lên mạnh này. Anh chị thấy không? Đấy thì ở chỗ này nó có một dấu hiệu nó chững lại thì chỉ cần là gì? Tuần sau đi lình xình ở đây xong rồi tuần sau nữa nó đi lên là thị trường sẽ lên bởi Vietcombank nó đóng góp cái điểm điểm nhiều trong cái rổ VN30 anh chị ha. Đấy ví dụ như Techcom anh chị thấy vẫn xu hướng đi lên. Đấy, rồi là những cái con về về Masan này là bắt đầu là gì? Nó chạm khu vực kháng cự nó đi sideways và khả năng nó sẽ lên rất là mạnh. Ngoài ra thì anh chị thấy những cái dòng về banh là những cái dòng về trong VN30 nó có tận đâu đó 10 con lại. Thì anh chị thấy bây giờ nó đang tạo đáy. Đấy thì giai đoạn này với giai đoạn này nó y chang nhau, nó không khác gì. Đấy, ví dụ như ở đây là xuất hiện gì mô hình hai đáy mà nó chưa bật lên thì nó sẽ xuất hiện gì mô hình ba đáy xong nó lại bật lên, đúng không? Ở đây là hai đáy này, đây, một đáy hai đáy xong nó bật lên này. Thì ở đây cho đi lình xình khoảng ba đáy nó bật lên thì cái vấn đề ở đây nó đang đi sideways. Kể cả ví dụ như VPBank này làm gì có thị trường nào chết mà cái dòng tiền của nó đi vào nhiều nữa anh chị. Hôm trước em có tử nhân cái 69.000 cứ cho là 7 70 triệu đi mà nhân với đâu đó giá 20 thì đâu đó khoảng 1.400 tỷ, 1.300 1.400 tỷ thì tiền đâu ra? Đây là tiền dòng tiền các tổ chức anh chị. Đúng không? Giai đoạn này nó bé xíu này này,
Đây này, nó bé xíu này này là khoảng thời gian tích lũy của nó, nhưng mà khi là gì, khi dòng tiền đi vào khối lượng lớn này thì chỉ có dòng tiền của tổ chức thôi anh chị, đúng không? Nên là khi mà tổ chức người ta đã muốn đánh rồi là anh chị sẽ nhìn thấy dấu hiệu của nó liền, chứ không có gì không có giấu được. Ví dụ như người ta có thể giấu anh chị, bịp cho anh chị bằng thông tin, bịp anh chị bằng những cái sổ lệnh như này. Trong khoảng thời gian ngắn thì người ta vẫn có thể là gì kê lệnh các thứ mà anh chị vẫn có thể đánh lừa đấy anh chị nha, nhưng mà về khối lượng là không đánh lừa được, bởi vì khối lượng thì phải gì, phải khớp lệnh thì người ta mới tính. Và khi mà nó kết thúc phiên như này anh chị thấy là dòng tiền đi vào rất nhiều. Thì vấn đề ở đây là khi mà nó thì nó tích lũy như này trong khoảng thời gian sắp tới thì dòng banh nó lên thì thị trường nó sẽ kéo lên tốt, đúng không? Đó, và kể cả những cái con khác ví dụ như kiểu là MWG này vẫn đang trong xu hướng đi lên. Khi nào ví dụ như FPT MWG mà nó đao trên nó cắm đầu đi xuống này thì phải tính là gì, phải tính là thị trường nó có khả năng là gì đi 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 xấu đi. Còn đến thời điểm hiện tại nó cứ lên thì anh chị cứ thế mà nắm giữ cổ phiếu. Kể cả HD Bank như này, nó đi khu vực sideways giống như kiểu y chang khu vực này đó, rồi là anh chị vào xem ví dụ như ACB này đấy. Trong khoảng thời gian này, nó tích lũy xong thì nó về đây nó retest, thì những cái khu vực này khu vực tốt để gom thì từ từ nó sẽ lên đó. Trong cái thị trường này nó chỉ khó nhất là về cái tâm lý thôi anh chị ạ, bởi vì là cái đấy là cái yếu nhất trong tất cả con người chúng ta, và chúng ta đều có tâm lý cả, không có ai mà vào trong thị trường mà không bị cảm xúc chi phối cả. Khi mà anh chị muốn cảm xúc của mình là ok thì tốt nhất là có vùng nền và chấp nhận là gì, chấp nhận là chờ đấy, thì chờ đợi thì nó từ từ nó cũng sẽ có kết quả. Còn ví dụ như muốn nhanh chóng quá thì giống như kiểu là anh em làm như kiểu trận Bồ Đào Nha hôm qua đúng không, tỷ số là 3-0 đó đấy, thì làm như vậy cho nó nhanh, cho kết quả cho nó nhanh. Chứ còn trong cái khoảng thời gian này khi mà anh chị đánh chứng khoán thì anh chị thấy rất là chán nản đấy, thế nên là anh chị phải kiên nhẫn với nó ha. Đó, vì ví dụ như TP Bank anh chị thấy là nó đã phá vỡ qua trend ở những cái khu vực này rồi thì nó sẽ cho đi sideways ở đây đi, đúng không? Để cho đi sideways ở đây đi thì từ từ nó sẽ lên. Nó giống như giai đoạn này này anh chị thấy nó có lên ngay đâu. Chỗ này trên khu vực trên giảm, được chưa? Chỗ này khu vực tích lũy thì cứ cho nó tích lũy khoảng 2 3 tuần nữa đi, đúng không? Đấy, còn ngoài ra anh chị nhìn thấy là những con mã cổ phiếu đều có xu hướng đi lên hết. Ví dụ như em phân tích cho anh chị về dòng ngân hàng này. Đấy, VIB này. Đây, đi tích lũy này, giống khu y chang khu vực này. Đây này. Đi lên này, đi xuống này, đi lên đi xuống này, tạo mô hình gì hai đáy bắt đầu là đi lên đấy, thì ở đây cho nó tạo mô hình hai đáy cho nó chạm ở đây nữa đi đó, trong tuần tới nó đi lên đây là nó vượt đỉnh thì sao, thì thị trường nó sẽ đi lên tiếp. Hoặc là những cái con ví dụ như là BID này. Đây này, con này thì hơi xấu một tí đấy, thử xem con khác. Ví dụ LBB vẫn lên là mầm đấy này, đây là ví dụ như là con MSB này anh chị này. Đấy, thì về cơ bản nó sao? Về cơ bản là những cái giai đoạn này nó giống y chang vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái. Nó không có gì cả. Anh chị nào đã từng đánh trong khoảng thời gian đấy, anh chị cảm thấy cảm xúc của mình trong khoảng thời gian này với khoảng thời gian đấy nó y chang nhau. Thì tâm lý chung của tất cả nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại là y chang như vậy. Và cái thứ hai nữa là cái vấn đề yếu tố về thông tin. Nghĩa là thường trong cái khoảng thời gian khi thị trường tích lũy, thông tin thường xấu, thậm chí rất xấu. Để làm gì? Để các tổ chức người ta gì, người ta sẽ gom hàng khu vực thấp và người ta đạo tạo một cái độ gọi là độ độ hưng phấn của thị trường nó giảm đi một cách đáng kể, bởi vì thường những người F0 khi vào thị trường thì sẽ đọc thông tin rất là nhiều và người ta sẽ thấy là ở thị trường nó không còn ngon nữa, rồi là thị trường nó có vấn đề, rồi là thị trường nó đang phân phối các thứ, thì người ta sẽ gì, người ta sẽ sợ, người ta sẽ cầm tiền. Lúc đó là các tổ chức người ta sẽ cố gắng người ta gom hàng khu vực giá rẻ và sau đó người ta sẽ đẩy giá lên và anh chị bắt buộc anh chị phải đu khu vực cao đấy. Thế nên là anh chị thấy là ở đây chỗ này là độ thanh khoản này, đây đúng không, chỗ này độ thanh khoản này. Đây nó có giống nhau không, y chang không khác gì nhau cả đấy. Thậm chí tuần vừa qua nếu mà anh chị gì, anh chị cứ nhìn chỉ số, anh chị cứ thấy thị trường lên xuống, anh chị cứ bán hàng ra thì anh chị thấy là bỏ qua rất là nhiều cơ hội. Ví dụ tuần vừa rồi ngày 13 tháng 6 thì tuần trước nữa đấy, nhưng mà tuần này nó mới chạy thì anh chị thấy là cái em có vào con DGC giá 100% số vốn hiện tại, anh chị nhé giá 122.3 này, ai mua được giá thấp hơn càng tốt, ở đây là ở trong room VIP của em ha. Đấy thì anh chị thấy ví dụ như cả con DGC các thứ này này, đây những cái khu vực là gì, đây là đi lên đi xuống đi lên và retest lại cái khu vực hỗ trợ này và có cái gì, có cái độ thanh khoản thấp như này đấy, là em vào hàng thôi, là em vào tiền thôi, có vấn đề gì đâu đấy. Và tính ra 122 ở loanh quanh đây thì bây giờ cũng lợi nhuận đâu đó khoảng 8% rồi, thì con này, những con cổ phiếu này thì mình cứ giữ là nó sẽ lên. Và xu hướng chung của cổ phiếu nó sẽ quyết định à, xu hướng chung của cổ phiếu nó sẽ quyết định và xu hướng chung của thị trường sẽ quyết định, chứ không phải yếu tố thông tin nhá. Yếu tố thông tin anh chị hiểu là tất cả những cái thông tin mà anh chị có thể đọc được thì đều quá muộn rồi, và hầu hết
Tất cả công ty người ta có tiền, người ta đều làm được việc đó nhá. Người ta đều có thể thao túng được bằng thông tin và tin tức hết. Nên là anh chị đọc thông tin ít thôi, đọc để hiểu, đọc để biết, đọc để xem nó đang làm gì. Còn cái quy tắc đầu tư của mình là sao? Là mình vẫn phải giữ nguyên, chứ không phải là cứ hôm nay thấy thị trường nó bảo là tăng lên là anh chị thì mua vào, thị trường xuống anh chị bán ra, thì đánh như vậy sao đánh được chứng khoán, đúng không? Ví dụ vào xem, ví dụ như dòng bất động sản anh chị thấy có những cái con mà nó nhẹ mông như kiểu NHA này, đúng không? Thì con này nó có tích lũy, có rũ bỏ rồi nó đi lên và nó tích lũy lại một lần nữa và nó gì, nó vẫn đi lên. Và con này nó giống như con BSR ấy, anh chị này, đấy, rồi nó cũng vẫn đi lên. Nhưng mà ai bán hàng ra ở những khu vực này thì bây giờ bảo làm sao mà mua lại được. Cái vấn đề là nó khó là ở chỗ đấy anh chị đấy, nên là nắm giữ cổ phiếu và giữ khi mà thị trường còn lãi là cực kỳ khó đấy. Mà nếu mà đánh X2 thì bắt buộc chúng ta phải phải sao, chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm lý gọi là đánh dài hơi ra, và cái target nó cao ra thì anh chị mới không bị tâm lý. Nghĩa là thường ấy, em hôm trước em có thấy nhiều anh chị chia sẻ bảo là không biết làm nào để giữ được cổ phiếu mà nó tăng trưởng tốt mà mình không bị sao nhãng tâm lý, là cái quy tắc là gì, đặt một cái target cao lên thì nó sẽ tốt hơn, và anh chị gì, anh chị ít quan tâm đến thị trường hơn là được. Đấy, ví dụ như NHA mà anh chị mua được ở 18 thì anh chị cũng phải target được lên đâu đó khoảng 40 đấy, để xem nó có lên được hay không, đúng không? Chứ còn ví dụ như lên đoạn cứ chốt 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 thì bây giờ là làm gì có vị thế anh chị, đúng không? Thì những ai mà mua ở khu vực này thì bây giờ gần như là không cần phải quan tâm đến thị trường rồi. Những cái con mà nhẹ mông trong cái thời gian tới, ví dụ như Hà Đô các thứ này em thấy khá là đẹp đấy. Nó có một cái thế đánh đi rất là tốt đấy. Cái thế đánh nó là ở khu vực này đấy. Thì nhìn chung cổ phiếu nó đều đi lên cả đấy. Chẳng qua con nào đi lên mạnh, con nào đi lên yếu, rồi là con nào thanh khoản tốt, rồi là vào con cổ phiếu là tốt hơn con nào thôi. Đấy là cái sự lựa chọn. Nhưng còn ví dụ như trong dòng bất động sản này mà anh chị đi đánh đích, đúng không? Rồi là anh chị đánh như cả con PR thì nó sẽ gì, nó nặng mông thì nó sẽ khó lên thôi, đúng không? Đấy, đấy là cái sự phân hóa về dòng tiền. Và bây giờ là trong thị trường này, bây giờ nó đang trong cái giai đoạn gọi là tranh sáng tranh tối, nghĩa là sao, nghĩa là chả biết con nào lên, chả biết dòng nào dẫn. Cứ hôm nay con này tăng một tí, hôm sau dòng kia tăng một tí, mà nó tăng thì nó có con tăng có con giảm kiểu như vậy. Chứ trong dòng này anh chị thấy phân hóa CKG tăng này, đấy, NHA tăng, những con kia giảm. Thì cái vấn đề ở đây là mình phải lựa chọn cổ phiếu làm sao phù hợp và đánh cái danh mục của mình nó rộng ra một tí để mình có thể là dễ dàng cơ cấu, được chưa? Đó, về dòng ví dụ như chứng khoán anh chị thấy là những cái xu hướng của FTS thì nó gì, nó loanh quanh ở những cái vùng đỉnh này mà nó đi sideways thì gì, thì trong thời gian tới nó sẽ lên tiếp. VDS thì hôm trước thì mới gì, mới chia cổ tức xong cái thế đánh này thì không nói rồi đấy. Ví dụ CTS thì nó cũng y chang như vậy đấy. AGR nó có thể là test lại ở những cái khu vực này, đi sideways một chút ở đây, sau đó thì có dòng tiền đi vào nó sẽ bật lên tiếp đấy. Rồi là ví dụ như HCM này anh chị này, đấy, giai đoạn này nó giống nhau, nhưng có cái là gì, có cái là cái giai đoạn này này, cái thanh khoản bây giờ nó cũng thấp hơn, bởi vì là giai đoạn này là thị trường nó gì, thị trường nó ít người biết hơn, đúng không? Và sao, và cái giai đoạn này là giai đoạn mà chán nản của thị trường, và đến giai đoạn này thì khi nhiều nhà đầu tư vào rồi thì thanh khoản nó cao hơn một tí, nhưng mà về bản chất là gì, là so với lại là những cái giai đoạn trước là cái thanh khoản rất là thấp đấy, nên là không có vấn đề gì cả, được chưa? Đấy, thị trường lúc nào thanh khoản thấp nó cũng tốt đấy. SHS thì con này không nói, chán đời đấy. Còn xem những con nào, ví dụ ORS các thứ này, đấy nó trong giai đoạn đấy anh chị. Đợt trước và bây giờ anh chị muốn quay trở lại anh chị gom chỗ này thì nó cũng phải đi dao động biên, tính ra cũng khoảng 6-7% nhé anh chị, chứ làm sao mà nhanh hơn được, đúng không? Mà trong khoảng thời gian thì tính là từ tháng 11 cho đến tháng gì, tháng 12, thì cái đâu đó khoảng một tháng thì anh chị cho nó dao động thêm khoảng tháng nữa đi đấy, rồi nó sẽ lên, đúng không? Đấy. Còn ví dụ như về dòng dệt may thì đợt này em khá là thích, bởi vì là em thấy là dòng dệt may thì năm nay nó cũng có sóng. TCM thì em có chia sẻ mọi người là gom đây rồi thì cứ ngồi chờ thôi. Đấy, cái tính cách của nó thì rất là ok. Đấy, GL thì cũng ngồi chờ, nó đang có sự tích lũy ở những cái khu vực giống như ở cái tháng 11, tháng 12 này. Anh chị không tin, trong thời gian tới anh chị cứ coi mà coi, nó giống y chang giai đoạn này. Hoặc anh chị đã thấy là cái thanh khoản của giai đoạn này nó thấp không? Thấp lè tè này thì tổ chức bán ra ấy. Ví dụ như tổ chức khi mà người ta đánh, người ta gom ra đáy, sau đó người ta đánh cổ phiếu lên và anh chị ôm vào, bắt đầu người ta mới thoát dần hàng ra chứ. Chứ bây giờ thanh khoản thấp như này thì bây giờ người ta phân phối cho ma à? Đúng không? Anh chị thì cầm tiền. Đấy, nhà tổ chức người ta cầm hàng thì đương nhiên người ta phải đánh làm sao để cho anh chị FOMO và anh chị nạp tiền vào gì, là vào thị trường chứ. Chứ anh chị cầm tiền thì người ta phân phối, người ta trao hàng cho ai anh chị, đúng không? Nên ở đây giai đoạn này thanh khoản rất là thấp nên rất là tốt. Đấy, kể cả TNG này, cái thế đánh của nó đi lên cũng rất là đẹp.
Đấy, thì anh chị chỉ cần chọn đâu đó là một vài con để anh chị đánh một vài dòng đấy và ngồi chờ thôi. Đấy, còn sóng năm nay thì em thấy là cũng có những cái sóng liên quan đến upcom đấy, thì anh chị nào mà vốn bé thì cũng có thể tham khảo. Đấy, ví dụ về dòng thép anh chị như con như kiểu TLH đây này, nó đang gì, nó đang trong một cái pha gọi là phá vỡ qua trên giảm, thì trong cái thời gian tới nó sẽ lên rất là mạnh và cái tính cách của nó cũng lên rất là ok đấy. Kể cả SMC này thì em cũng chia sẻ cho anh chị nhiều rồi. Đấy, đấy là lý do tại sao mà anh chị, nếu mà anh chị đánh về 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 những cái con mà nó nặng mông một tí, ví dụ như kiểu NKG là ngon nhất rồi, ngon nhất trong hai cái con này so với hai con này. Còn để mà xét về yếu tố gọi là nó tăng mạnh ấy, thì những cái con này nhẹ mông hơn thì nó sẽ đi đi, đi nhanh hơn. Đấy, thì anh chị cũng phải gì, anh chị cũng phải có cả công cả thủ thì nó về an toàn. Đấy, tiếp theo nữa là về dòng Viettel thì vừa chia sẻ về dòng S thì chúng ta sẽ có ví dụ như FRT vẫn là xu hướng tăng, FPT vẫn xu hướng tăng, FTS vẫn xu hướng tăng. Nhìn thì chúng ta thấy là nó nhìn vào từng phiên thì chúng ta thấy nó giảm điểm, nhưng nhìn vào xu hướng chung của thị trường thì nó vẫn là cái xu hướng tăng. Thì cái vấn đề ở đây thì anh chị gì, anh chị đều nhìn nhận ra rồi, đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải giữ được, chúng ta phải giữ được cổ phiếu nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có dòng phân bón, anh chị thấy là giờ nó đang rất nhiều con tăng, LAS này xu hướng đều tăng này, BAS này xu hướng tăng này. Tăng mạnh như thế này cơ mà anh chị. Đấy, về phân hóa về dòng tiền đấy, DCM nó vẫn là xu hướng tăng, chỗ này đi sideways trong thời gian tới nó lại lên. Đấy, rồi là chúng ta sẽ có ví dụ CSV này anh chị này, đấy, xu hướng tăng hết. Để mà anh chị đánh thì anh chị cứ phân bổ ra nhiều dòng một tí đấy, để làm ra để giảm thiểu cái rủi ro của mình đấy. Và đợt này dòng tiền phân hóa thì chả biết dòng nào nó sẽ là leader trong cái thời gian tới, thì chúng ta sẽ có nhiều dòng hơn một chút để chúng ta gì, chúng ta mỗi thứ chúng ta cắn một miếng, đúng không? Chứ còn ví dụ như anh chị đánh all in vào một dòng hoặc là đánh all in vào một mã thì cơ cấu cực kỳ khó nhá. Đấy, tiếp theo là về dầu khí thì em chia sẻ với mọi người nhiều rồi, mấy cái dòng này thì nó sẽ lên chậm hơn so với dòng khác. Còn anh chị có hàng thì anh chị cứ giữ, nó đang đi tích lũy này. Đi tích lũy này. Đấy, đi tích lũy. Cái này nó giống như con BSR đi tích lũy rồi đi lên này anh chị này. Đấy. Về 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 tâm lý thì nghe chừng là có vẻ hơi buồn là như vậy. Nhưng mà theo một cái theo một cái góc độ nào đó thì mọi người thấy là cổ phiếu đều đi lên hết. Đấy, thì cái vấn đề ở đây là mọi người phải ngồi chờ được thôi. Đấy, làm đầu tư công thì em không thích đánh, nó khá là yếu. Khu công nghiệp thì anh chị thấy ví dụ Dabaco này đấy, vẫn đi lên. Dạ là cái chỗ này, khu vực này nó giống như con BSR ấy, anh chị đi lên được một đoạn nó tạo một cái thế đánh tốt, sau đó tích lũy ở trên này và nó bắt đầu đi lên tiếp. Hay là những cái con ví dụ như PHR này cũng rất là ok trong một cái xu hướng tăng trưởng của thị trường. Đấy. Đấy thì anh chị cứ lưu ý đấy. SSC này, đấy, nó vẫn đang trong một cái gì cái thế đi lên. Đấy. Thì test lại cái khu vực hỗ trợ này. GVR đấy anh chị này, rất là tốt. Thế cái vấn đề ở đây là chỉ ngồi chờ thôi mà anh chị. Chẳng qua là ví dụ như anh chị bị mua khu vực cao hơn một xíu, hay là mình mua ở những cái khu vực mà nó không có tốt mà mình bị âm thì mình cắt đâu đó trước 1/2. Đấy, mà để cắt dễ dàng thì anh chị phải phân bổ dòng. Nghĩa là từ đầu video đến giờ là em chỉ có bảo anh chị là phân bổ những con cổ phiếu ra và anh chị gom vùng nền, còn con nào nó không hợp lý chúng ta cắt 1/2 và trong đó chúng ta cơ cấu dần, chứ không thể nào mà đánh anh chị đánh 10 con mà thắng cả 10 đâu. Cái đấy là một điều gần như hoàn toàn không thể. Về bán lẻ là sao anh chị thấy là có FRT này, đấy, có CTS này, đấy, xuống đi lên này, đấy, đi Digua này, tích lũy xong trong thời gian tới sẽ đi lên, đấy, pet tủng các thứ này nhìn rất đẹp. Đấy, nó toàn ở test tủng lại ở những cái khu vực này thì đều là những khu vực tốt để anh chị vào hàng. Đấy, còn một chút chúng ta xem còn dòng nào nữa không? Dòng điện thì không nói tới ha. Rồi, đấy đấy là những cái dòng phổ biến. Thì hôm nay cái video này em cũng chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay và hữu ích thì mọi người ở bên dưới phần màn hình ấy, nó sẽ có một cái nút like ở bên dưới này, cũng như là nút subscribe kênh, thì mong mọi người ủng hộ em để trong cái thời gian tới mọi người sẽ có một vị thế rất tốt, cũng như là động lực để em làm video nhiều hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.